Chào các bạn đến với channel VN Computer. Trong My Shopwork thì các bạn muốn chèn một cái hình ảnh như thế này đây vào một cái hình ảnh khác, là các bạn chèn cái hình ảnh đua ghe ngò này vào cái hình ảnh là vào cái màn hình laptop nha các bạn. Thì các bạn kéo thả vào thì nó lại không được. Thì các bạn đang gặp khó khăn ở trong vấn đề là chèn cái hình ảnh vào đây. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách thực hiện chi tiết để các bạn có thể dễ dàng chèn cái hình ảnh này vào một cái hình ảnh khác trên My Shopwork nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện thôi. Đầu tiên thì các bạn nhấn vào Insert. Tiếp theo các bạn nhấn vào Shape. Tiếp theo các bạn chọn cho tôi một cái hình chữ nhật nhé. Hình chữ nhật ở đây. Sau khi chọn xong rồi, các bạn di chuyển xuống cái màn hình laptop này. Các bạn kéo thả một cái hình chữ nhật ra trên màn hình laptop như thế này. Tiếp theo các bạn click chuột phải vào hình chữ nhật này. Rồi các bạn di chuyển lên trên, các bạn chọn mục là Edit Bone. Sau đó thì các bạn di chuyển các góc của hình chữ nhật vào đúng cái khung hình của màn hình laptop nhé. Rồi các bạn kéo thả vào. Rồi khi mà các bạn di chuyển đúng khung hình như thế này rồi, thì bước tiếp theo các bạn cần làm đó là các bạn click chuột phải vào. Thì các bạn thấy cái mục fill đây, mục fill, các bạn click vào fill. Các bạn click vào picture. Ở cái giao diện này, các bạn click vào mục là Roam File. Tiếp theo thì các bạn chọn cái hình ảnh mà các bạn đang lưu trữ trên máy tính nhé. Thì tôi đang lưu trên desktop nè, chọn desktop. Và chọn một cái hình ảnh mà mình cần chèn vào. Đây, cái hình ảnh là bơi ghe đây các bạn. Chọn hình ảnh và các bạn nhấn vào nút Insert. Đó. Thì khi đó thì hình ảnh được chèn vừa vặn vào trong màn hình laptop. Thì giống như thật nha các bạn. Như vậy là tôi vừa chia sẻ với các bạn cách để chèn một cái hình ảnh này vào một cái hình ảnh khác ở trên My Shopwork. Chúc các bạn thực hiện thành công. Hy vọng là video này có thể giúp ích được cho các bạn nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.